Tiffany đồng loại xuất hiện tại sân bay chất vấn Phi Nhung ngày trở về Việt Nam, sao lại già chết. Xin chào đại gia đình Phi Nhung của chúng ta đã quay trở lại với những thông tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Liên quan tới việc hiện tại trên mạng xã hội gần đây, chúng tôi nhận thấy nhiều người bàn tán xôn xao và chia sẻ những thông tin cho rằng Phi Nhung hiện tại vẫn còn sống và cô đang được điều trị tích cực tại bệnh viện California. Tại đây khi mà từ lúc Phi Nhung nhập viện ở Việt Nam cho tới nay cũng gần 2 năm trời. Tuy nhiên với những thông tin Phi Nhung còn sống khiến rất nhiều người bàng hoàng và chưa biết được đâu là đúng, đâu là sai. Cũng theo đó thì một thông tin vô cùng chấn động gần đây cho thấy có người chia sẻ rằng Phi Nhung hiện tại đã qua cơn nguy kịch và sắp tới Phi Nhung sẽ trở về Việt Nam trong một dịp đặc biệt. Đó là gì thì cũng như ngày giờ chính thức Phi Nhung trở về Việt Nam là ngày nào chúng tôi cũng đã cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan tới vụ này. Cụ thể chúng tôi đã có được những bằng chứng cũng như sự thật liên quan đến việc thông tin ca sĩ Phi Nhung của chúng ta vẫn còn sống. Theo đó về việc có người nói rằng Phi Nhung sẽ trở về Việt Nam trong thời gian sắp tới được lọt ra từ một fan hâm mộ. Người này đã đăng tải trong một hội nhóm kính những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Cô này nói rằng hôm nay tôi xin chính thức nói hết tất cả sự việc về Phi Nhung. Tôi xin tự giới thiệu bản thân mình là một người Mỹ gốc Việt qua Kali đã lâu và gây xôn xao trên mạng xã hội, xuất hiện những thông tin cũng như tin đồn cho rằng Phi Nhung đang được điều trị tại Mỹ. Điều này khiến tôi vô cùng tò mò và mong muốn vạch trần sự thật này gửi đến tất cả fan hâm mộ. Tôi lúc đầu cứ nghĩ câu chuyện này là hư cấu và không có thật. Tuy nhiên để chứng minh tất cả khán giả và fan hâm mộ thì tôi đã đến bệnh viện Kali tìm hiểu và đi vào căn phòng mà nhiều người hoài nghi là ca sĩ Phi Nhung ở trong đó. Tôi đã dành một ngày tại bệnh viện để đi từng phòng, gõ cửa để tìm hiểu ca sĩ Phi Nhung liệu có thật sự có trong đó hay không, hay chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên sau khi kiểm tra tại đây thì duy nhất có một căn phòng tôi không được vào. Căn phòng đó thật sự đã được bảo vệ chốt trật trước cửa 24 trên 24. Khi tôi xin phép vào đó để kiểm tra thì các bảo vệ tại đây nói rằng phải có thẻ của bệnh viện cấp mới vào được. Thẻ đó duy nhất chỉ có người nhà hoặc những người thân của bệnh nhân mới được vào còn người lạ thì không. Cuối cùng tôi đã về trong sự tò mò, lúc nào tôi cũng nghĩ bản thân mình phải kiểm tra và được tận mắt thấy được ai đang nằm trong đó thì tôi mới vừa lòng. Thật sự Phi Nhung là một cô ca sĩ tốt, tại sao lại bày ra màn kịch như vậy? Tôi cứ nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Để kiểm chứng cũng như làm rõ thì tôi phải kiểm tra cho bằng được căn phòng đó, liệu rằng trong đó có thật sự là Phi Nhung hay không thì tôi đã cải trang thành một nữ y tá từ một người quen trong bệnh viện. Và tôi đã có được bộ đồ y tá và cái thẻ của bệnh viện để có thể vào đó trót lọt. Khi bước vào tới cửa của căn phòng thật sự tim tôi ngần đập và hồi hộp, chưa bao giờ cảm giác mình lại sợ như vậy. Khi tôi bước đến căn phòng đó, đập vào mắt mình là một cô ca sĩ phi nhung bằng xương bằng thịt. Và xin thưa đến mọi người tôi rất hoảng sợ. Tôi không nghĩ rằng phi nhung còn sống thật sự đâu cho tới khi thấy được phi nhung tận mắt trên giường bệnh và phi nhung vẫn được đang điều trị. Theo đó cô vẫn chưa tỉnh dậy. Điều này là vô cùng chính xác. Chính mắt tôi đã nhìn thấy Phi Nhung, cô ấy vẫn đang bất tỉnh nhân sự không dậy được. Và khi tôi tận mắt chứng kiến được Phi Nhung đã lấy điện thoại của mình, chụp lại những bức ảnh này là bằng chứng, cũng như mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả. Những việc này tôi xin cam đoan và hứa tới tất cả mọi người, đây là sự thật, chính mắt tôi đã nhìn thấy, và không phải câu chuyện này có thể đem ra đùa dẫn được. Đây là lời chia sẻ của một fan hâm mộ sinh sống tại Mỹ. Vậy là chúng ta vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Phi Nhung một lần nữa, bởi vì cô đang rất may mắn khi mà vẫn còn trên cuộc đời này, chứ không thể nào qua đời được.